Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần lúc 20 giờ của Anna. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái chủ đề mà Anna cho rằng là vào những cái ngày cuối tháng như thế này nó sẽ giúp ích không chỉ Anna mà tất cả những bạn đang theo dõi cái phần livestream này, sẽ có một cái chiến lược cụ thể để giúp mình có thể vượt qua mọi cái rào cản và xuyên đích mục tiêu. Nào, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ đến cái lý do là tại sao mà lại có rào cản nhé. Và trước khi nghĩ đến cái lý do này thì Anna rất là mong các bạn hãy giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân hoặc là vào một số cái đội nhóm những người mà các bạn cho rằng là họ sẽ cần đến thông tin này, giúp Anna tag tên những người bạn của mình vào ạ, tag tên những người bạn của mình vào, và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi chỉ trong vòng một ít phút nữa thôi nhé. Đó, Anna cũng sẽ xem lại. Hôm nay là bởi vì là có rất là nhiều người đã để comment là chờ đợi cái phần livestream này của Anna, cho nên là Anna có chuẩn bị nó, có chuẩn bị nó một chút ở trên laptop. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho Anna và cùng nhau. Đây cũng là một trong những cái cách mà làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, tức là học ở nhân dân, tức là học ở bạn bè. Anna cũng rất là mong sẽ có thêm được nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức quý báu mà thông qua những cái phần livestream. Và tại sao chúng ta lại phải làm livestream? Bởi vì thế này, nếu như bình thường mà Anna khoe rằng là tôi rất là tốt, tôi rất là dễ thương, tôi rất là trách nhiệm, thì rất là khó để mà mọi người có thể cảm nhận được điều đấy. Mà đôi khi khoe như thế nó còn có cả tác dụng ngược nữa, đúng không? Thế nhưng mà khi mà mình làm những cái phần livestream này thì tất cả mọi người sẽ hiểu về mình hơn. Và đúng, chính vì bởi cái việc là họ hiểu được cái thế giới bên trong con người mình hơn, chúng ta sẽ chả cần phải đeo mặt nạ với nhau nữa. Bởi vì nếu mà đeo mặt nạ thì bạn sẽ phát hiện ngay sau khoảng 3-4 lần mà giao tiếp với Anna. Cho nên rằng là đây cũng chính là cái cách mà mỗi chúng ta sẽ có thể thể hiện con người thật của mình. Rồi, bây giờ cũng đã có một lượng xem khá rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái thứ mà tạo ra cái rào cản. Rõ ràng là khi mà chúng ta làm bất kể một công việc gì và làm việc đội nhóm thì bạn sẽ thường xuyên nghe thấy câu này này: người thành công ấy là người mà luôn luôn sống ở bên ngoài một cái vùng, bên ngoài một cái vùng mà người ta gọi là cái vùng an toàn. Thế thì rào cản là một thứ mà thông thường người ta sẽ nghĩ nó đến từ bên ngoài, đến từ bên ngoài, đến từ người A, đến từ người B, đến từ người C. Nếu bạn làm việc network thì bạn lại sẽ nói là người này từ chối, người kia từ chối, người này người nọ không chịu làm việc, họ không chịu dùng sản phẩm đúng đủ đều, họ không chịu làm theo hướng dẫn. Tất cả những rào cản nó sẽ đến, ví dụ như là trẻ con đang được nghỉ học rồi thì không ai trông con, không thể đi đâu làm được, hoặc là đang có dịch cho nên là mình không thể nào mình chia sẻ được, mình không gặp gỡ được người khác. Chúng ta đều nghĩ những cái rào cản nó đến từ bên ngoài. Mà thực chất thì sao ạ? Thực chất này, chúng ta sẽ cần phải thẳng thắn nhìn nhận lại. Một cái quá trình thay đổi á, nó phải trải qua khoảng 5 bước. Và cái bước đầu tiên nó là sự nhận thức, awareness. Nếu mà mình không nhận thức được một số thứ thì không bao giờ mình có thể thay đổi được nó. Cái bước đầu tiên để mình thay đổi, cái bước đầu tiên để mình làm khác đi so với trước đây, đó chính là bạn nhận thức về những gì mà mình đang làm. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng, vì nếu mà bạn không nhận thức ra nó thì gần như là chúng ta sẽ không thể nào làm gì được cả. Thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái lý do mà tại sao lại có rào cản. Mỗi người sinh ra chúng ta thường để ý xem, người ta sẽ có một vài thế mạnh. Có người thì có cái thế mạnh là hướng ngoại, tức là giao lưu kết nối tốt. Xong có người khác lại có cái thế mạnh là đào sâu tốt, nghiên cứu tốt. Thế thì thông thường chúng ta rất khó mà cùng sinh ra và có cả một lúc cả hai thế mạnh. Rất là khó để có điều đấy. Đa phần là chúng ta sẽ học để có những cái kỹ năng của phía còn lại. Ví dụ như Anna, bản chất của Anna là một người hướng nội, chắc là chả ai tin. Thế nhưng mà do Anna được nuôi dạy ở một trong gia đình của người hướng ngoại, và gia đình của Anna là gia đình hướng ngoại thuần chủng luôn. Thuần chủng luôn, từ các cô, các dì, mẹ, tất cả mọi người đều là hướng ngoại thuần chủng. Và với cái sự hướng ngoại thuần chủng như vậy thì nó sẽ có một đặc điểm là gì? Là mình nhanh chóng học được những kỹ năng của người hướng ngoại. Cho nên mặc dù mình là có thiên hướng là nghiên cứu, thế nhưng mà mình lại có những kỹ năng của người hướng ngoại. Đó. Xong có một số người hướng nội là người ta đào sâu tốt, thì người ta học thêm những kỹ năng. Và có một số người hướng ngoại, bản chất người ta là hướng ngoại nhưng người ta chọn bỏ đi một số cái thứ mà không hữu ích cho công việc, và người ta tìm cách để người ta đào sâu xuống. Đó, cho nên tất cả chúng ta đều phải học tập mà thôi. Tức là nếu mình muốn đi đến thành công
Thì một cái con người thành công là một con người phải cân bằng được nhiều thứ. Thế thì cái hành trình mà bạn đi đến thành công là cái hành trình mà bạn vượt qua khỏi một một cái vùng gọi là cái vùng khiến mình thoải mái á, là chính là cái hành trình để bạn có thể hoàn thiện nốt những cái thứ mà bạn còn thiếu, là cái thứ mà sinh ra bạn không có. Thế thì rào cản nó sẽ xuất hiện khi mà bạn phải vượt qua khỏi một cái vùng mà Anna vừa mới nói, đó là vùng an toàn. Đây Anna có chuẩn bị vùng an toàn. Bạn cứ hình dung cái vùng an toàn của mình là một cái vòng tròn. Sẽ có rất nhiều người biết cái điều này rồi, có rất nhiều người còn là master của cái lý thuyết này nữa. Thế nhưng mà trong cái thực hành thì chúng ta không thể tránh khỏi những cái vấp váp, bởi vì ngành của chúng ta sống này nó là một ngành về thực chiến, tức là phải hành động bạn mới biết được, chứ không phải là một mớ lý thuyết loằng sơ bông hoang ở trong đầu. Thế thì cái vùng an toàn này, bạn càng tiến đến sát biên của cái vùng an toàn thì bạn càng cảm thấy khó chịu. Và bạn hãy cảm thấy vui mừng khi bạn cảm thấy khó chịu, bởi vì lúc đấy là cái lúc mà bạn đang đục ra khỏi cái vòng an toàn này rồi. Và chính cái vùng an toàn này làm cho mình cảm thấy rằng là mình tất cả những gì mình muốn nó đều nằm ở bên ngoài cái vùng an toàn. Tại vì cái gì mà ở bên trong vùng an toàn thì bạn đã biết rồi, đúng không nào? Cái điều đáng nói là như thế. Tất cả những cái gì bạn muốn nó luôn luôn nằm ở bên ngoài vùng an toàn, bởi vì nếu ở bên trong vùng an toàn thì bạn đã có nó rồi, và bạn cái gì mà bạn đã có thì chưa hẳn bạn đã cảm thấy rằng là nó lại thêm một cái thách thức thú vị trong cuộc đời. Cho nên là bạn hãy hình dung là gì, những gì bạn thích nó nằm ở bên ngoài này hết này. Và việc của mình là gì, việc của mình là phải liên tục đi ra, bạn mở rộng vòng an toàn của bạn được 1 mét, tiếp tục bạn đạt được, bạn hiểu hết tất cả ở trong vòng an toàn mới rồi, bạn lại tiếp tục đục ra. Thế thì thường ấy, khi chúng ta bắt đầu một công việc mới, chúng ta bắt đầu một hành trình mới, chúng ta sẽ có ti tỷ thứ phải học. Và với cái ti tỷ thứ phải học đấy thì có rất nhiều người lười thay đổi, nhiều người ngại thay đổi, rồi nó thành rào cản. Ví dụ nhá, bình thường cuộc sống chúng ta đang rất yên ả, tự nhiên có dịch corona, đúng không ạ? Và khi có dịch corona thì tự nhiên những cái người mà mình muốn hẹn gặp không còn hẹn gặp được nữa. Thế bây giờ thế này, nếu thế tức là mình sẽ bỏ cái công việc kinh doanh này à? Hay là mình sẽ tiếp tục? Hoặc là mình sẽ bỏ cái công việc kinh doanh này bởi vì mình không còn cảm thấy được như trước nữa. Hai là mình sẽ phải học một cái cách để mà kết nối mọi người tốt hơn. Và thường nhá, tất cả những cái gì mà tạo ra phía sau á, đều được thừa hưởng từ phía trước. Và khi mà được thừa hưởng như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái tính hiệu quả nó cao hơn. Không tin thì bạn hãy làm đi, không tin thì bạn cứ trải nghiệm. Tại vì là nếu mà chỉ nghe những lời Anna nói thế này nó rất là khó hình dung, nhưng khi bạn trải nghiệm rồi bạn sẽ hiểu rất là rõ điều này. Và có sợ mất những gì mình đang có. Ví dụ nhá, một ai đó trao đổi với bạn một cái thông tin rất là quan trọng. Thì bạn đang có một cái mức thu nhập khoảng chừng 40-50 triệu chẳng hạn. Nếu mà cái mức thu nhập lúc đấy mà chỉ còn vài triệu thôi thì bạn chả có gì phải cân nhắc. Nhưng nếu một cái mức đang là 40-50 triệu, đang có bảo hiểm này, an sinh xã hội này, ti tỷ thứ như thế, và điều đấy làm cho bạn sợ, bạn không biết là ngoài kia sẽ như thế nào. Còn ở bên trong cái vòng an toàn này, mỗi tháng ít nhất bạn có khoảng 40-50 triệu để cover được toàn bộ tất cả những chi phí trang trải. Bạn sợ chết đói, bạn sợ cha mẹ bạn không được nuôi được có được cái điều kiện mà đầy đủ, cơ bản tối thiểu. Và cái điều đó làm cho bạn sợ những gì mà bạn đang có sẽ bị mất đi. Và từ đó cho nên là người ta không bước ra khỏi cái vùng an toàn. Và từ đấy nó thành rào cản. Bạn nếu mà bạn thấy bạn thích cái ý nào của Anna thì bạn comment xuống nhá. Bạn thích ý nào bạn có thể comment xuống. Rồi còn thêm một cái nữa, cái thứ này lúc nãy Anna có nói á, là khi mà chúng ta không chịu học một cái mới, chúng ta không chịu nghĩ ra những cái thứ mới, không nghĩ ra chiến lược mới, người ta lạ ngại thay đổi á. Cho nên những người già thì thay đổi khó, những người trẻ là như thế, đặc biệt là những cái người già mà lại còn đang đứng ở trên một cái đỉnh núi nữa. Người leader của chúng ta đã nói rồi, không có một con đường tắt để dẫn mình từ đỉnh núi này đến đỉnh núi kia, chỉ có đúng một con đường thôi, là bạn phải làm ơn đi xuống dưới chân núi và leo lại lên cái đỉnh núi tiếp theo. Nếu như mà bạn nghe điều này và bạn cứ hình dung là nó là của một người khác còn không phải là của mình, cái này là một cái mà cực kỳ ngớ ngẩn luôn này. Cái này không biết Anna nói có bị đụng chạm một số người anh chị em không. Nhưng mà đôi khi tất cả chúng ta đều phải thừa nhận là nó có tồn tại. Khi bạn thừa nhận nó có tồn tại bạn mới thay đổi được nhá. Tức là như thế này, mình luôn luôn cho rằng là cái cách mình làm đã là hợp lý rồi. Mình luôn luôn cho rằng cái cách mình làm hợp lý rồi. Thực ra là bởi vì bạn lười thay đổi để làm một cách mới hơn. Bạn lười thay đổi để làm một cách mới hơn. Khi mà bạn đã luôn luôn cho rằng cái thứ bạn đang làm là hợp lý thì bạn không bao giờ có thể tìm được một thứ hợp lý hơn cả.
Khi mà bạn đang cho rằng là tất cả bạn làm đang đúng rồi, đang tốt nhất rồi, thì bạn không bao giờ có thể tìm được một thứ tốt hơn. Bởi vì tốt nhất là kẻ thù của việc tốt hơn. Nếu như mà ai đó cứ chọn một cái thứ tuyệt đối, chả cả đời này bạn chả bao giờ tìm được một thứ nào tuyệt đối cả. Mọi thứ đều là tương đối. Thế thì bạn chọn tốt nhất hay là bạn chọn tốt hơn ạ? Anna là Anna chọn tốt hơn. Bạn comment xuống đi, bạn chọn tốt nhất hay là bạn chọn tốt hơn. Và chính bởi vì những cái rào cản đấy nó tạo ra, nó không hề đến từ thế giới bên ngoài đâu, đến từ chính bên trong mình ấy này. Nó đến chính từ bên trong mình. Cái câu hỏi mình đặt ra cho mình á, ngay khi có rào cản rất là quan trọng. Nếu bạn muốn mở rộng người mới đi và bạn không mở rộng được, bây giờ đang là tuần cuối cùng của tháng, và bạn hãy nhớ rằng là chỉ có một tuần cuối cùng này của tháng có thể chiếm đến 3/4 doanh số của một tháng. Chuyện đấy không ai biết được. Cho nên nếu mà bạn không hành động liên tục, xuyên đích, không hành động đến hơi thở cuối cùng, đến từng giây từng phút cuối cùng, mà bây giờ cái câu hỏi bạn đặt ra trong đầu là gì nhỉ? Bạn đặt ra là ồ, mình đã làm tất cả những gì được hướng dẫn mà tại sao nó vẫn chưa có kết quả nhỉ? Câu hỏi đấy chính là cái thứ mà làm cho bạn không tìm ra được những cái ý tưởng mới. Nếu bạn đặt rằng là ồ, chứng tỏ là trong quá trình triển khai của mình có gì đấy không ổn rồi. À nào, bây giờ chúng ta tìm cách để chúng ta cải tiến nó. Nào, chúng ta tìm cách để chúng ta cải tiến nhá. Tại sao bạn A làm được mà khi mình triển khai nó lại không được như thế? Vậy thì cái thứ mà cần điều chỉnh nó nằm ở đâu nhỉ? Ví dụ như thế. Ví dụ khi mà có một rào cản, bạn câu hỏi đặt ra rằng là liệu mình có thể làm thêm điều gì nữa để kết quả này tốt hơn? Nếu mà bạn luôn luôn đặt cho mình câu hỏi đấy, nào các bạn hãy comment xuống liệu mình có thể làm thêm điều gì nữa để kết quả này tốt hơn. Nếu như bạn luôn luôn đặt câu hỏi như thế thì não bộ của các bạn sẽ bắt đầu đưa cho bạn một cái thứ giải pháp mới. Thế còn nếu bạn tự hỏi rằng là mình tại sao mình đã làm đúng hết rồi và mọi thứ vẫn như thế nhỉ, thì tức là gì? Não bộ của bạn sẽ tập trung vào vấn đề chứ không tập trung vào giải pháp. Việc của chúng ta là phải tập trung vào giải pháp. Học thì học rất nhiều, nhưng mà đến khi thực chiến ấy, gặp phải rào cản, nó nói người khác thì hay lắm, nhưng mà đến chính mình gặp rào cản mình sẽ thấy ngay. Mình đôi khi mình cũng thỉnh thoảng nhá, bản thân Anna cũng ở trong một trạng thái rất là stupid. Mình cảm thấy đôi khi mình cảm thấy mình rất ngốc nghếch và mình không nhận ra được sớm. Thì đến cái lúc mà mình nhận ra thì mình sửa đổi rất là nhanh. Tất cả chúng ta đều được có được cái quyền là chưa nhận ra. Tức là nếu bạn chưa nhận ra thì đấy là chuyện bình thường. Hãy chấp nhận nó là chuyện bình thường, và rồi bây giờ bạn nhận ra. Và nếu như mà thông qua cái phần livestream này đến cái chỗ này mà bạn nhận ra hình như cái câu hỏi bạn đặt cho bản thân mình là đang là bị nhầm á, hãy đặt lại đi, hãy đặt lại câu hỏi để từ đấy nó ra được giải pháp, từ đấy não bộ của bạn có thể trigger, có thể điều hướng ra được những giải pháp, thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy là nó không còn những cái rào cản nữa. À đó. Và một cái cuối cùng nữa mà xuất hiện rào cản đó là như thế này. Thường chúng ta rất là sợ những gì phía trước chưa rõ ràng, đặc biệt là người hướng nội. Người hướng ngoại nhá, nếu ở trong cái vòng tròn này mà khó chịu họ sẽ bước ra, bất kể ở bên ngoài có cái gì. Nhưng mà người hướng nội á, là bên ngoài họ phải thấy rõ ràng như ngoài trời rồi, sáng trưng trưng rồi. Họ còn phải xem rất kỹ đường đi nước bước thế nào họ mới bước ra. Thế thì có những người là người ta không biết được cái gì phía trước. Người ta muốn thay đổi nhưng mà người ta không biết được cái gì đang chờ đợi người ta, và người ta cũng không biết tìm kiếm ở đâu được những cái chỉ dẫn. Cho nên là người ta sẽ cảm thấy rằng là nó có rào cản. Và đôi khi nhá, có rõ ràng là có người hướng dẫn rồi, rõ ràng là có người hướng dẫn, nhưng mà lại còn không chọn tin cái người hướng dẫn nữa, mà vẫn cứ thắc mắc. Chị nói thì rất hay, nhưng mà giống kiểu em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc ấy, kiểu dạng như thế. Thế thì khi mà mình vẫn đang còn giữ trong đầu những thế thì nó sẽ có ti tỉ những cái rào cản. Và bạn thấy đấy, suy cho đến tận cùng, tóm gọn lại ở cái phần mà Anna đang nói về cái việc là làm thế nào, tại sao chúng ta lại có những rào cản, nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở cái việc là nó đến từ chính bản thân mình chứ không đến từ thế giới bên ngoài. Và nó đến từ cái câu hỏi mà bạn đặt ra cho chính bản thân mình. Nào, mình sẽ tiếp tục lười biếng, hoặc là tiếp tục giữ cũ con người cũ, hay là bạn sẽ tiếp tục đứng ở trên đỉnh ngọn núi cũ, hay là bạn sẽ tiếp tục sợ hãi những gì mà đang ở bên ngoài kia. Và bạn đặt cho mình những câu hỏi tập trung vào những cái vấn đề đang xảy ra thì gần như không bao giờ bạn có thể tìm thấy được giải pháp, và rào cản luôn luôn có. Bây giờ Anna sẽ cung cấp cho bạn một cái bí kíp để bạn có thể tìm ra được cái giải pháp cho mình. Luôn luôn bạn tìm ra được giải pháp cho mình. Nghề của chúng ta là làm việc với con người. Nào, chúng ta hãy nghĩ lại cái câu này. Có rất nhiều các bạn tư vấn viên inbox cho Anna
thì Anna sẽ mở đầu cái phần 2 là cái phần cung cấp cho các bạn một số những cái ý tưởng về giải pháp để cho các bạn có thể thực hiện và hóa giải được những cái rào cản đấy, xuyên đích. Nghề của chúng ta là nghề kết nối của con người. Có một bạn hỏi Anna rằng là Anna ơi Anna, chị có một chuyện như thế này là nếu là em thì em xử lý thế nào, là có một bạn là dùng sản phẩm, mua sản phẩm rồi trả tiền mua sản phẩm đàng hoàng nhưng mà dùng không tử tế, trả dùng thậm chí là khi mà chị hỏi thì lại còn không liên lạc được với chị nữa. Thế bây giờ nếu mà là em thì em giải quyết như thế nào? Thì Anna có nói rằng thế này này, chị phải xem là chị đang kết nối với người ta thông qua sản phẩm hay là mình kết nối với người ta thông qua cái việc thấu hiểu về con người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái phần để mà hóa giải được rào cản, nó có tên là như thế này. Động lực. Nó có tên là động lực. Anna đã từng có một lần làm một cái phần livestream về các hệ giá trị. Bởi vì các hệ giá trị đấy nó chính là cái động lực của con người. Hôm nay Anna sẽ nói lại một chút về cái phần động lực này. Và bạn sẽ hiểu là chính bản thân bạn đang được điều hướng bởi điều gì. Và tất cả những người xung quanh của bạn đang được điều hướng bởi điều gì. Đương nhiên mình không nói rằng là mình cứ nhắm được ai là trăm trận trăm thắng. Thế nhưng mà đa số khi mà Anna tiếp xúc với một người khác á, thì Anna thường là kết nối được với họ. Kết nối được với họ là bởi vì bạn phải dành thời gian để bạn quan sát cái người đó. Bạn phải dành thời gian để bạn nghiên cứu và bạn quan sát cái người đó. Khi mà bạn quan sát chưa đủ thì bạn sẽ cần phải quan sát thêm. Rồi, bây giờ nhá, động lực đến từ đâu? Chúng ta làm một cái game nhé, một cái game cho nhỏ. Anna rất là mong là mình có thể nói được kịp thời gian quy định. Chúng ta sẽ làm một cái game nhỏ như thế này. Bây giờ có hai cái đầu nhà của mình có hai cái ghế. Hai cái ghế này cách xa nhau khoảng chừng 5 mét. Và hai cái ghế được nối bởi một cái tấm ván có chiều ngang bằng 20cm, được chưa? Và bây giờ Anna yêu cầu bạn là bạn hãy đi sang từ đầu này, đầu A đến đầu B trên một tấm ván đặt ở phía trên của hai cái ghế. Đó. Thì có bao nhiêu bạn sẽ đi? Bạn nào sẽ đi thì nói là tôi sẽ đi. Bạn nào sẽ đi thì nói là tôi sẽ đi. Bạn comment xuống đi. Ok. Rồi bây giờ thế này. Nếu bây giờ chiều cao không phải là chiều cao của mà cái tấm ván đặt lên không phải là hai cái ghế nữa mà nó có chiều cao bằng cái trần nhà của mình, trần nhà tầng 1 của mình, nào bạn nào sẽ đi? Bạn nào sẽ đi chỉ đơn giản là khẳng định là tôi có thể đi được. Có ai đi không? Bạn nào mà đi qua cái hai cái tấm ván ở trên trần nhà thì hãy comment xuống nhé, comment để người sau người ta vào người ta có thể hiểu được á. Rồi, có rất nhiều bạn sẽ không chọn đi qua nếu mà độ cao nó ở cái trần nhà, đúng không? Bây giờ Anna thêm này, nếu mà ở cái đầu kia kìa, nếu ở đầu kia có 100 triệu thì ai sẽ đi? Những cái người mà lúc nãy không đi bây giờ có đi không? Có đi không? Nếu đầu kia có 100 triệu các bạn có đi không? Bạn nào đi thì nói là bạn là mình đi. Thế bây giờ hình dung tiếp này, nếu như không phải là 100 triệu mà là 1 tỷ ở chỗ đấy thì bạn có đi không? Nếu một số bạn mà lúc nãy vẫn không đi thì bây giờ cái số tiền ở đầu bên kia là 1 tỷ, bạn đi qua đấy bạn lấy 1 tỷ thì bạn có đi không? Rồi. Đó. Tiếp tục. Bạn nào đi thì comment là đi nhá. Comment đi nhưng mà comment luôn là bạn đi trong trường hợp nào để người sau họ vào họ còn biết nhá. Và Anna cũng nhìn vào đấy, Anna cũng sẽ biết luôn là cái gì đang điều hướng bạn. Nếu như mà hữu duyên thì Anna sẽ chia sẻ là cái cách nào để mà tạo động lực cho chính bạn và những người có sự lựa chọn tương tự như bạn hoặc là khác biệt với bạn. Nâng lên. Nếu cái tấm ván này đặt ở giữa hai tòa nhà cao 18 tầng thì bạn có đi qua bên kia, đầu bên kia của tấm ván chỉ để khẳng định là tôi có thể đi được không ạ? Nhiều người sẽ nói là bị điên à, ai mà đi, đúng không? Vậy bây giờ này, nếu ở phía bên kia tiếp tục có 1 tỷ thì bạn có đi không? Nếu mà là cái tấm ván được đặt lên cao giữa hai tòa nhà 18 tầng thì mà bên kia có 1 tỷ thì bạn có đi không? Có một số người đi nhưng một số người không đi. Đúng không? Tiếp tục, nếu bây giờ đổi lại bên kia có 5 tỷ thì bạn có đi không? Có 5 tỷ thì bạn có đi không? Một cái tấm ván nó chỉ rộng khoảng 20cm thôi. Được chưa? Rồi, sẽ có một số người vẫn không đi. Chắc chắn sẽ có một số người vẫn không đi. Bây giờ hỏi tiếp. Nếu mà ở đầu bên kia là con của bạn, một đứa bé chỉ 8 hoặc 9 tuổi đang bị kẹt và treo leo ở đầu bên kia thì bạn có đi không? Chắc chắn là chúng ta sẽ đi. Đúng không ạ? Chắc chắn là chúng ta sẽ đi. Bởi vì cái nhu cầu yêu thương của chúng ta rất là lớn. Vậy thì tại sao nào? Tại sao tiền 5 tỷ vẫn không đi?
5 tỷ bạn không đi, bạn cảm thấy là đi giữa hai tàu dài như thế có thể mất mạng như chơi, thà là mất 5 tỷ chứ bạn không lấy, đúng không? Nhưng mà sẽ có, nếu như con của bạn đang bị treo leo ở trên đấy thì bạn lại đi. Tại sao nào? Anna sẽ giải thích với các bạn một chút. Thông thường chúng ta làm việc với con người mà chúng ta không thành công là bởi vì chúng ta đang không biết là tại thời điểm này họ đang tập trung vào cái giá trị gì. Có những cái giá trị sau mà sẽ quy định, có những cái nhu cầu sau mà sẽ quy định con người. Đầu tiên đó là nhu cầu về sự sống. Cái số 1 là nhu cầu về sự sống. Bạn phải biết là bạn hiện tại có đang được điều hướng bởi nhu cầu sự sống hay không. Nếu mà bạn có thì bạn hãy comment xuống. Nữa là ở trong đội nhóm của bạn, ai đang là người đang được điều hướng bởi nhu cầu sự sống? Ví dụ như họ không dùng sản phẩm của mình thì họ sẽ bị bệnh A, bệnh B, bệnh C, bệnh D, da của họ sẽ xấu, họ sẽ già, rồi bác sĩ nói rằng là họ có thể sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng gì đấy. Đó, ví dụ như thế là nhu cầu sự sống. Có rất nhiều người là đang bị béo, bác sĩ bảo là phải giảm cân thì mới sống được. Đấy là những người có nhu cầu về sự sống. Tiếp hết, nhu cầu tiếp theo điều hướng chúng ta là tiền. Có rất nhiều người trong giai đoạn này này, không nói giai đoạn trước nhé, đúng giai đoạn này thôi, được điều hướng bởi tiền. Và nếu như mà bạn phải xem bạn có đang được điều hướng bởi tiền không, và những cái người trong đồng đội của bạn, ai đang là người được điều hướng bởi nhu cầu tiền, viết xuống. Viết xuống ngay lập tức, vì những điều này sẽ giúp cho bạn tạo động lực được cho bất cứ một thành viên nào ở trong đội của bạn. Tiếp đến, yêu thương. Yêu thương chính là những người không đi qua hai cái tòa nhà 18 tầng bởi vì 5 tỷ, nhưng đi qua khi mà ở bên kia có con của họ đang bị kẹt treo leo ở trên đấy. Nếu như thế thì người đấy là có nhu cầu yêu thương rất là cao. Và ai trong đội nhóm của bạn đang có nhu cầu yêu thương cao và bản thân bạn có nhu cầu này không? Mình phải hiểu mình, sau đấy mình hiểu người nhá. Chứ đừng có làm một cái việc stupid ngược lại là hiểu người, còn bản thân mình thì chả hiểu gì cả. Nếu bạn không hiểu bản thân bạn, bạn chả hiểu được với ai. Tiếp, nhu cầu số 4 là danh vọng. Danh vọng ở đây đừng hiểu nó theo một cái từ xấu nhá. Danh vọng là gì? Bản thân Anna cũng đã là một người danh vọng. Tức là tôi muốn là làm một người tốt, tôi muốn mọi người nhớ đến tôi là một người tốt, tôi muốn làm mọi người nghĩ về tôi là một nhân vật hoàn hảo. Đấy, ví dụ đấy là danh vọng. Ok, tiếp đến phát triển. Ai ở trong đội nhóm của bạn đang có nhu cầu này? Ai có đang có nhu cầu này? Nếu họ đang có nhu cầu phát triển thì bạn hãy tạo động lực cho người ta bằng chính cái nhu cầu phát triển này, chứ không phải là những cái khác. Nếu mình nhầm với nhu cầu người ta, bạn tác động mãi người ta cũng không đi. Đây là một trong những phần rất là quan trọng trong cái kỹ năng mà làm việc với con người. Kỹ năng làm việc với con người này, nếu như bạn biết được những cái nhu cầu nào đang điều hướng họ thì chắc chắn là bạn sẽ biết cách để tạo động lực cho họ. Rồi, cuối cùng là cống hiến. Có rất nhiều người nhá, cứ thắc mắc là tại sao cái cơ hội này tốt như thế này, tốt như thế này rồi mà người ta không chọn, ta chọn một cái thứ khác. Bởi vì đơn giản người ta có nhu cầu cống hiến. Và khi một số người có nhu cầu cống hiến thì bạn sẽ không làm được gì cho họ cả. Bạn sẽ không làm được gì cho họ. Bạn nói về tiền không được, bạn nói về tình yêu thương không được. Người ta còn sẵn sàng là gì, hy sinh cái bản thân gia đình nhỏ của người ta để người ta phục vụ cho một cái sứ mệnh lớn lao cơ mà. Cho nên là nếu mà mình không hiểu rõ mà mình truyền động lực sai chỗ, mình nhấn vào sai nút thì không bao giờ cái con robot nó sẽ chạy được. Ok, bây giờ mình hình dung này, chúng ta có 6 thứ điều hướng con người. Chúng ta còn đáo 6 thứ điều hướng con người. Vậy thì bạn hãy hình dung là mỗi người trong chúng ta bao gồm cả mình, một phần nào đó bên trong mình, cái phần để cho nó bắt buộc là phải chuyển động, chứ không phải là cái lý trí đang đầy sợ hãi những cái rào cản nhá. Là một cái tấm bảng và có 6 cái nút bấm. Mỗi người thì sẽ được kích hoạt bởi một nút bấm khác nhau, và việc của bạn là phát hiện ra được ai được kích hoạt bởi nút bấm nào. Đấy là việc của bạn, bạn phải cần phát hiện ra được điều này. Và khi bạn phát hiện ra được điều này thì đừng có nói rằng là rào cản mà có giữa hai tòa nhà 18 tầng bạn còn đi cơ. Cho nên là như thế này, nếu bạn đã biết là đâu là cái nhu cầu mà điều hướng rồi á, thì cứ hàng ngày với chính bản thân mình, cứ hàng ngày treo nó ở trước mặt, nghĩ về nó, dán nó ở khắp nơi, dán mục tiêu ở khắp nơi, nói cái thứ nhu cầu mà đang điều hướng bạn ở khắp nơi, và chắc chắn bạn sẽ nhắc nhở mình và nó thấm vào từng tế bào của mình. Luôn luôn bạn nhắm mắt, bạn mở mắt, bạn làm bất kể điều gì nó đều xuất hiện. Và như thế nhá, thì ngay khi mà bạn định lười biếng, ngay khi mà bạn đang sợ hãi, ngay khi mà bạn định bỏ trốn, ngay khi mà bạn lại định co người lại vào bên trong cái vỏ ốc của mình, bạn hãy nhớ ngay đến cái nhu cầu mà đang điều hướng bạn. Và như thế nó sẽ làm cho bạn bước thêm một bước nữa để đi ra khỏi cái vòng an toàn đó.
Rồi, Anna sẽ gợi ý trong cái phần kết, Anna sẽ gợi ý cho bạn một số những cái câu, những câu hỏi, bộ câu hỏi để bạn có thể trả lời. Ví dụ này, với ai có nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được yêu thương á, thì hỏi người ta như thế này này. Chính bản thân mình á, nếu như mỗi người trong chúng ta đều làm tốt phần mình thì tất cả mọi việc đều tốt. Anna hay hỏi thân mình rằng là, hỏi bản thân mình rằng là ai là người quan trọng nhất cuộc đời bạn? Nào, ai là người quan trọng nhất cuộc đời bạn? Và bạn muốn làm gì cho người đấy nhất? Và câu tiếp theo là câu số 3 là bạn đã làm được gì cho người đó? Và câu số 4 là còn thời gian bao lâu nữa mà bạn có thể làm được điều đấy cho cái người mà bạn yêu thương nhất đấy? Có rất nhiều người nói rằng là tôi yêu thương bản thân mình nhất. Có những người thì nói là cha mẹ, có những người thì nói là con cái. Bất kể là ai, nếu bạn là người đang được điều hướng bởi nhu cầu yêu thương, và thực ra nhu cầu yêu thương cũng là một trong những cái nhu cầu, nếu mà chị em phụ nữ thì nhu cầu này được gọi là tác động vô cùng mạnh mẽ nếu mà là phụ nữ. Thế cho nên rằng nếu mà là phụ nữ, đa phần bạn đều có thể sử dụng được cái nhu cầu yêu thương này. Và bạn hãy nhớ rằng là nếu người ta đang có nhu cầu sự sống hay là nhu cầu tiền, tức là hãy hỏi họ là mình sẽ ăn gì ngày mai, con mình sẽ ăn gì, con mình sẽ học trường nào, à, nhà mình sẽ ở đâu. Nếu mà mình không có tiền, bạn mình sẽ phải sống khoảng một tháng nữa, mình sẽ phải sống ở ngoài cảnh gọi là gầm trời chiếu đất ấy, thì mình có chịu được không? À, nếu ai mà đang có nhu cầu về sự sống á, thì thường người ta có một bệnh tật gì đó, thì hỏi người ta là bây giờ người ta muốn có điều kiện để được điều trị cái bệnh đấy không, à, hay là ai đó trong gia đình nhà người ta đang ở như vậy, cho nên là đấy nó sẽ tạo động lực cho người ta. Nếu mà ai có nhu cầu danh vọng á, thì hãy hỏi cái câu rằng là hình ảnh của bạn sẽ như thế nào, người ta sẽ nhớ về bạn như thế nào sau khi mà bạn chết đi. Rồi hình ảnh này, cái việc này có làm cho hình ảnh của bạn trong mắt người khác tốt đẹp hơn hay không? Thực ra cái này không phải là người ta thích được người khác đánh giá đâu. Mà đơn giản là gì? Đơn giản là một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng của con người. Khi mà ba cái nhu cầu trên kia được xử lý xong, thì người ta buộc lòng người ta sẽ cảm thấy được thừa nhận là được quan trọng. Đó. Cái nhu cầu tiếp theo là với những người mà thích phát triển á, thì hãy hỏi, người ta sẽ thường thắc mắc những câu hỏi như là ồ, mình là ai, việc này sẽ giúp mình phát triển bản thân như thế nào. Hay với một người cống hiến á, thì mình có thể hỏi mình, hoặc là giúp người ta hỏi người ta cái câu hỏi như là bạn muốn phục vụ ai, và bạn sinh ra trên đời này để làm gì, mục đích cuộc đời bạn là gì, và bạn còn có thể làm điều gì để cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đấy. Thế thì đấy chính là những thứ mà sẽ giúp bạn được vượt qua được rào cản. Đừng có nhìn thấy những cái triệu chứng bên ngoài. Những cái rào cản chỉ là những triệu chứng bên ngoài thôi. Hãy quay trở lại và trở thành một bác sĩ tâm lý bắt bệnh ở bên trong. Bạn phải tìm thấy nguyên nhân ở bên trong. Và nếu như bạn biết được là từng thành viên ở trong đội của bạn mà họ đang được điều hướng bởi nhu cầu nào, và chính bản thân bạn được điều hướng bởi nhu cầu nào, thì đừng có nói là con số doanh thu là 500 triệu, 1 tỷ, 200 triệu hay 50 triệu hay 100 triệu, bất kể một cái đích nào, một cái mục tiêu nào cũng nhất định được san bằng, và nhất định người ta sẽ hành động để xuyên đích. Và bây giờ vẫn đang có 5 ngày nữa mới đến ngày cuối tháng. Bạn hãy nhớ rằng là doanh số nó sẽ được chốt vào 24 giờ ngày 29 tháng 2, cho nên không được bỏ lỡ bất kể một giây một phút nào hết. Đây chính là cái thời khắc mà mình thường xuyên phải hỏi mình những câu hỏi quan trọng. Hãy nhớ này, nếu mà bạn nghĩ về bạn có một ai đó là vô cùng quan trọng, hãy nhớ đi là bạn muốn làm điều gì cho người đó. Và hãy luôn luôn tự hỏi mình câu đó. Những lúc nào sợ hãi, hãy luôn luôn hỏi mình câu đó. Hãy luôn luôn nghĩ là cái hình ảnh mà bạn đang muốn hướng tới nó ở ngay trước mắt bạn rồi. Nó chỉ còn cách bạn đúng một cái khoảng cách nữa thôi. Và bạn sẽ luôn luôn sợ hãi khi mà bạn bước từ cái tòa nhà này mà sang tòa nhà kia. Nhưng mà đừng nhìn xuống là dưới đất nó sâu bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, mà hãy chỉ nhìn vào mục tiêu trước mắt thôi, và luôn luôn hành động. Chúng ta là một ngành thực chiến, cho nên là bạn cần phải hành động liên tục, bạn mới có thể đạt được những gì mà bạn muốn. Và hãy nhớ rằng là tất cả những người thành công thì đều thường xuyên và luôn luôn sống ở bên ngoài của vùng an toàn. Anna xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi cái phần livestream của Anna. Một lần nữa thì Anna rất là mong chúng ta sẽ còn tiếp tục kết nối với nhau. Và nếu như mà bạn chưa follow Anna thì hãy giúp Anna là follow. Và khi mà Facebook nó hỏi là có
có bật livestream, mỗi lần Anna livestream không thì bạn hãy bấm vào đồng ý và hãy tag tên những người bạn của bạn, hãy chia sẻ cho họ nếu bạn thấy cái video này là phù hợp, là họ cần thiết với họ, đặc biệt là trong những cái ngày cuối tháng như thế này. Một lần nữa Anna tin chắc rằng là tất cả chúng ta sẽ xuyên đích một cách ngoạn mục và chúng ta hãy tiến lên nhé. Thời gian vẫn đang còn 5 ngày cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành bất kể một mục tiêu nào mà chúng ta đặt ra. Chắc chắn một mục tiêu đặt ra là để hoàn thành, một thách thức đến là để chúng ta vượt qua, và từ cái việc vượt qua đấy khiến chúng ta trưởng thành hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna.